Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ sạt lở thủy điện Cà Tinh tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục huy động nhiều phương tiện thiết bị vào khu vực nhà máy thủy điện để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi huy động thêm cầu trục, máy xúc cùng thiết bị cứu nạn di rời hơn 10.000 khối đất đá tại khu vực sạt lở. Hơn 50 chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, huyện Trà Bồng tham gia tìm kiếm. Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nhà điều hành và khu vực tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện Cà Tinh. Nếu như và tiếp cận thời điểm đó là rất là nguy hiểm, không an toàn. Cho nên là bảo vệ hiện trường. Lúc hơn 1:30 là quyết định là bảo vệ hiện trường. Và 6 ngày sau là sớm là huyện đã họp và lấy phương án và tiếp cận để đánh giá hiện trường và chuyển động xe máy để mà tiếp tục là có lực lượng. Như lúc sáng ngày hôm nay đã tiến hành là tiếp cận từng bước tiếp cận hiện trường. Không có gì được như vậy. Hiện nay tại khu vực này tiếp tục có mưa lớn, vùng núi sạt lở tiếp tục đổ đất đá từ trên cao xuống lực lượng đang cứu hộ cứu nạn. Việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn. Theo phương án, nếu trong ngày mai không tìm được nạn nhân bị vùi lấp, thì lực lượng cứu hộ sẽ triển khai phương án khoanh vùng sông suối để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Lo sợ nhất hiện nay, nguy cơ sạt lở lớn tại khu vực thủy điện Cà Tinh đe dọa tính mạng nhiều chiến sĩ lực lượng cứu nạn cứu hộ. Vì vậy, công tác giải phóng tuyến đường cũng như tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai chặt chẽ, an toàn cho lực lượng cứu hộ. Thưa quý vị, mưa lớn cộng với chiều cường đã làm nhiều đoạn bờ biển ở Thừa Thiên Huế tiếp tục bị xâm thực. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm lượt người và phương tiện ra biển đắp đê với hy vọng làm giảm tác động tiêu cực của thiên tai. Tình hình sạt lở bờ biển của Thừa Thiên Huế đã kéo dài từ nhiều năm nay và những năm gần đây cứ sau mỗi đợt mưa bão thì bờ biển của tỉnh này đã bị xâm thực nhiều hơn một ít. Và sau bão số 4 vừa rồi thì bờ biển của xã Phú Thuận là tiếp tục bị sạt lở với chiều dài hơn 400 m và có đoạn ăn sâu vào đất liền tới 10 m. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện có hơn 12,4 km bờ biển trong tổng số 128 km bờ biển của địa phương này bị sạt lở nặng. Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang thực hiện cùng lúc hai giải pháp công trình và phi công trình, đồng thời nghiên cứu di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 10, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt ở vùng núi phía tây Quảng Trị. Mưa lớn kết hợp với địa hình sườn dốc nên đã khiến cho nước sông suối lên nhanh. Các đập tràn bị ngập sâu đã gây chia cắt cục bộ ở nhiều địa phương. Tại các khu vực bị chia cắt, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã có phương án bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân, đồng thời tuyên truyền để người dân không qua lại những khu vực nguy hiểm, đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Ngày 11 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa vừa mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa tích lũy từ 80 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Ngành chức năng tỉnh Kon Tum cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét là rất cao trên địa bàn các huyện. Mực nước trên các sông ở địa bàn tỉnh Kon Tum có xu thế tăng. Tỉnh Kon Tum cũng đề nghị các huyện, thành phố sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất để bảo đảm an toàn cho người dân. Từ ngày hôm nay, huyện Tumorong cũng đã cho học sinh nghỉ học để đề phòng sạt lở đất, lũ quét. Tại tỉnh Quảng Nam, do mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua, làm nước các sông trên thượng nguồn đổ về và cùng với chiều cường dâng cao đã làm phố cổ Hội An lại chìm trong nước lũ. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua, phố cổ Hội An bị ngập nặng. Tính đến chiều ngày 11 tháng 10, mực nước lũ tại Hội An là 2,23 m, trên báo động 3, 2 m và đang có dấu hiệu lên chậm. Để bảo đảm an toàn, chính quyền đã sơ tán người dân và du khách ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi tình hình mực nước lên xuống trong khu phố cổ để có phương án ứng cứu kịp thời. Thành phố Hội An cũng đã thông báo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được nghỉ học trong ngày hôm nay. Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn trên diện rộng, làm các khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Mưa lớn kéo dài đến hôm nay đã là ngày thứ tư, với lưu lượng có nơi từ 70 đến 150mm, gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ở xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa. Để bảo đảm an toàn cho các em học sinh, một số trường phải cho học sinh nghỉ học tạm thời, chờ nước rút. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.
Mưa lớn trong hai ngày qua đã gây nên tình trạng ngập lụt cục bộ và sạt lở tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định. Do thời tiết diễn biến phức tạp nên công tác khắc phục giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Mực nước các sông ở phía Bắc tỉnh Bình Định lên nhanh, khả năng xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 2, 3. Tỉnh Bình Định cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương, các cơ quan chức năng trong tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên địa bàn, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, vừa qua khu vực Trung Bộ có mưa lớn khiến mức lũ nhiều sông tại khu vực này ở trên mức báo động 2, một số địa phương bị ngập cục bộ. Trong ngày 11, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, đặc biệt tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện mức lũ trên một số sông lớn tại khu vực sông Thu Bồn ở trên mức báo động 3 và đang lên, sông Trà Bồng tại Châu Ổ ở trên mức đang báo động 2. Tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng bị ngập cục bộ tại 17 xã phường, 11 điểm quốc lộ bị ngập. Thưa quý vị, hôm nay sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi, tàu 302 thuộc vùng 3 Hải quân đã tiếp cận và cứu hộ một tàu cá của ngư dân Quảng Bình bị nạn trên biển. Nhận được thông tin, tàu cá QB98065TS cùng 7 lao động do ông Nguyễn Văn Thường sinh năm 1983 trú tại Quảng Bình làm chủ tàu bị hỏng máy, thả trôi cách đảo Cồn Cỏ Quảng Trị 45 hải lý về hướng Đông Bắc. Thời tiết khu vực biển phức tạp, có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Sở chỉ huy vùng 3 đã điều động tàu 302 đang hoạt động ở khu vực nhanh chóng tiếp cận tàu gặp nạn. Đến 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, thì lực lượng đã tiếp cận thực hiện thành công công tác cứu hộ cứu nạn và tiến hành lai dắt con tàu này vào bờ. Hiện sức khỏe của tất cả các ngư dân trên tàu đều ổn định. Dự kiến tàu sẽ về tới Đà Nẵng trong đêm nay.